Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nguồn Review. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review con All Purpose Pomade này. Và đây là sản phẩm cuối cùng của Forever Supply trong cái phần tạo kiểu tóc đó. Mà mình có thể có được. Thì tất nhiên là họ vẫn còn dầu tắm với cả dầu gội, dầu xả và một số sản phẩm khác nữa. Nhưng mà nói chung là mình chỉ chưa có điều kiện để mua mấy cái đấy. Chắc cũng phải nhờ vả sơ đồ Mestor. Thì đấy, đầu tiên là nói các bạn là gì. Như mình đã review cho các bạn là hai con hồng với cả trắng xám này. Thì hai con này đều được ghi là Natural Finish và Matte Finish. Lần lượt là Natural là con Texturizing Clay, còn Matte Finish là con Clay Pomade. Thì con All Purpose Pomade này để được ghi là Low Shine. Thì như này nhá, một là ghi như thế này rất là thiếu chuyên nghiệp. Nếu mà ai để mua cả một bộ sản phẩm như thế này vào là rõ ràng là họ có thể nhìn ra được. Mình là một ví dụ cụ thể, tại sao không ghi toàn bộ nó là Shine đi, đừng ghi là Finish nữa. Tại vì khi mà ghi Finish này, ghi là Low Finish thì nghe nó cảm giác là giữ nếp nó eo ụt, trong khi là đây là độ giữ nếp firm hold. Ghi Low Shine thì chính xác, nhưng mà tại sao là Low Shine rồi không ghi là Natural Shine và Matte Shine đi. Đấy. Đấy là một cái mà không nhất quán, mà phải nói là có phần thiếu chuyên nghiệp. Tiếp theo, tất cả mọi hình ảnh, thông số của sản phẩm mình đang cầm vào hai phần nắp của cái hộp. Thì đây là phần mặt trên, phần mặt dưới sẽ là những cái chỗ này. Như thông tin hôm qua mình cũng vừa đọc là có một cái biểu tượng tái chế ở đây. Và hai dòng là Print with Certified with Wind Power, Bleach Recycle After Use. Và ở đây có một cái dòng là Blend Base Ingredient. Thì nói chung là dịch ra tiếng Việt đấy là in bằng năng lượng gió, điện gió và vui lòng tái chế sau khi sử dụng. Cái dòng ở phần dọc dọc này là thành phần ngũ nốt thực vật, chính xác ra là dịch ra là cây cỏ thì đúng hơn. Mình không nghĩ plant là nó sẽ dịch tiếng Việt nó đại diện là thực vật đâu, nó là cây cỏ, cây hay các loại cây. Ở đây phần này là phần thân, tạm gọi là phần thân dưới đi. Nắp là nó nằm hai bên nha các bạn. Đây thân dưới thì có chữ First Hand All Purpose Pomade và trọng lượng 1 AO 29 ml. Phần bên trên là giới thiệu về thương hiệu. First Hand is a company that care about people, from clean ingredient to sustainable practice. Mình đọc từ practice tức là luyện tập, nhưng mình không cảm giác là mình đọc sai. This product is free from paraben, synthetic fragrance, harmful sulfate, harmful toxin and animal testing. Mình có một cái vấn đề đọc tiếng Anh, đấy là cái vấn đề ví dụ như từ testing thì mình kiểu cái lưỡi của mình nó biểu bị ngay khi đến luyến cái chỗ đến từ chữ S ấy, là nó bị kiểu bị đơ ấy. Kiểu mình đọc không quen nó bị đơ ấy. Testing đọc thế đúng hơn, mình cứ đọc kiểu đang đọc kiểu như vừa rồi ấy, đang đọc là testing. This product and packaging was sustainably made in the US. Ok, tóm lại là giới thiệu rằng là mọi người ơi, First Hand là công ty rất là quan tâm tới người dùng. Mà từ họ tự giới thiệu về bản thân là từ việc là họ sử dụng những thành phần sạch đó, những thành phần đảm bảo tự nhiên, clean ingredient, to sustainable practice. Thì tức là ý họ là ngay cả khi mà họ không làm việc thì họ cũng tập những thói quen để bảo vệ môi trường. Và cái dòng thứ hai là sản phẩm này là hoàn toàn không có paraben này, rồi là hương liệu hóa học này, hương liệu tổng hợp này, hương liệu hóa học chặt chéo hương liệu tổng hợp, harmful
mình cũng không nhớ là harmful mình dịch sang nghĩa gì nữa. Nhưng nói chung là không trừ xun phát gây hại kiểu như vậy. Một chất nữa là phthalate này, thì còn đọc không biết là đọc được như nào luôn, cái này chắc là phải trả hù cách đọc. Harmful toxin tức là những chất độc hại nguy hiểm có gây hại và không thử nghiệm trên động vật. Cái sản phẩm này sẽ được đóng gói và có thể gọi là tái chế được, thân thiện môi trường, phù hợp với môi trường ở tại đất nước Mỹ. À, sản phẩm và bao bì, tức là đây 100% USA đúng không ạ? Đó. Phần nắp thì chúng ta sẽ có thành bảng thành phần Honest Ingredient, và nắp bên trái sẽ có hướng dẫn sử dụng, kèm cảnh báo và địa chỉ nhà sản xuất. Thì đọc cái phần thành phần nhiều nhiều chữ này cho các bạn xem nhé. Nước rồi nước lô hội, sáp ong, sáp canela, Copernifa, quắc, cái này quen ghê ta. Cũng có một loại loại sáp nữa, Soylent Citin, ok, Shea Butter thì phải, ok, dầu hạt mơ, dầu hạt nho, dầu jojoba, dầu essential là dầu tinh, dầu tinh chế, dầu tinh chế cái này để làm mùi, vitamin E, muối, si so. Trong này trong cái bảng thành phần có muối biển này các bạn, khá là hay. Ok, bây giờ thử ha. Thì cái hộp này thì cũng như hộp hôm qua, lấy ra thôi. Đây các bạn. Thì hộp nhựa này là một hộp nhựa. Wow. Hôm qua đọc ở trên bao bì thì nó là hộp nhựa HDPE các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay nhìn xuống dưới đáy ấy, thì nó lại là nhựa. À không phải. Đúng không? Nó là nhựa HDPE. Tại vì mình thấy cái biểu tượng PPI này. Đúng. Đây, một hộp nhựa. Nhìn nó khá là bình thường. Trước First Hand là một trong những người đầu tiên đi đầu sử dụng cái hộp như thế này. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Đây, cái hộp như kiểu lắp hác ấy. First Hand là một trong những người đi đầu sử dụng cái hộp này. Nhưng mà sau họ bỏ đi. Cái hộp đấy là hộp nhựa. Đây, và tất cả mọi thứ chúng ta có ở một trên một cái hộp First Hand. Một cái nhãn dán mà thực sự ra là cái chất của nó cũng rất là dễ rách, bởi vì là nó còn dán đen đây nữa. Khi mà hôm qua mình review thì nó vặn ra là nó đứt này, vặn ra là đứt đó. Và một số cái thông tin sẽ ở đây ngoại trừ bảng thành phần. Cái điều này thực ra là mình chê tất cả các homebrew hoặc là những cái công ty mà làm cái sản phẩm, bởi vì là bản thân mình thấy khách hàng cần được biết là cái thành phần của sản phẩm nó ở đâu, nó thực sự là nó nguồn gốc như thế nào, và thực sự là ngay cả khi mà đã in trên bao bì, in trên hộp bìa thì nó cũng rất là cần thiết ở khi mà xem ở trên những cái thành phần, xem ở trên cái sản phẩm như thế này. Hoàn toàn là chúng ta cũng có thể là ví dụ như là một cái bao bì như thế này, thì mình hoàn toàn nghĩ rằng là chúng ta có thể đưa cái make with you in mind này đó, đưa nó xuống ở một cái khu vực dưới này. Đó, mặc bởi vì là cái này mặc định nó là một câu slogan của công ty rồi chẳng hạn em, thì nó hoàn toàn có thể được in sẵn ở trên những cái nắp này, bởi vì nó không khác gì so với những loại khác cả, và cái bảng thành phần in ở trên này luôn này, thì đó là cái mà mình cần. Ở trên này thì thực ra là không có bảng thành phần, nhưng có tất cả mọi thứ khác. Đó, tên sản phẩm, hiệu năng sản phẩm, mã vạch, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo, tất cả mọi thứ đó. Ở đây mở ra cho các bạn xem này, đó, xoay phát là đứt rồi. Con First Hand này rất hay ở chỗ này, này chất sản phẩm chúng ta đây. Như bạn thấy thì nó có một chút nhăn và hơi ngả vàng. Mình nhìn vào đây là mình thấy cái chất sản phẩm nó hơi cứng. Thì đây là một con sản phẩm gốc nước nha các bạn, một con sản phẩm gốc nước, nhấn mạnh lại một lần nữa, không có bạn lại hỏi là anh ơi có nước mà có phải nó gốc dầu không, phiền mình chết. Đây, wow, khá là mềm luôn.
rất mềm, vô cùng mềm. Mùi thì vẫn như mùi hôm qua thôi. Thực ra là bởi vì là dùng cái tinh dầu tự nhiên cũng chả tránh được. Nói chung là mình có thể kết luận rằng là mùi của First Hand Supply thì như là mùi xê sủi vậy. Lên tóc đúng là cũng firm hold thật đấy. Biết đâu lại có một con nó rất là hay ho, có thể mà kiểu như là một lựa chọn khác ngoài là Odao hay là Flagship. Đúng ạ. Mình không biết vì sao nhưng mà mình đang nhìn thấy là cái con pomade này đang tạo cho mình phong tóc rất là tốt đây này. Đây bạn, First Hand Supply pomade. Và mình có thể nói với các bạn rằng là gì, khi mà các bạn đang cố yêu cầu một con sản phẩm, một loại sản phẩm có những yếu tố sau: giữ nếp vừa đủ, ít bóng, gần như không có mùi, các bạn hãy chú ý tới con này. Trời đụ, mình vuốt xong mà mình nhìn thấy cái mái tóc của mình phải nói rằng là hí hữu lắm, với nhìn trông nó cũng đẹp này đấy, thật sự luôn ấy. Bản thân mình còn thấy mình đẹp vuông chi thì các bạn, nói chung là thẩm mỹ của mình cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng mà căn bản là cái phần nuôi tóc của mình thì nói thẳng ra là cũng xấu, nó thẳng ra là cũng xấu. Nhưng mà những, tại vì khi mà mình xấu rồi, mình nghĩ là mình review những cái sản phẩm mà cái nào mà khiến mình lại đẹp lên ấy là những sản phẩm xịn mà mình chả cần phải nói quá nhiều. Đây, tham khảo nhé, All Purpose Pomade. Mình thì vẫn sẽ test như mọi khi thôi, đấy là xem là cái khả năng duy trì của sản phẩm như thế nào. Thì lý giải cho một chút các bạn, tất cả các trải nghiệm của mình của con này với con này có dính nhờ, dính nhưng mà dính vừa đủ. Cái khả năng trải lực của nó thực sự mà nói là ổn phết, nó không kiểu quá mượt đâu. Thực sự dùng cái lược răng khít này xem, không đến nỗi quá mượt. Tại vì là khi mà mình trải lược lên ấy, mình cảm nhận được thấy là cái sợi tóc, cái sợi tóc này, cái sợi tóc này nó vẫn có một chút hơi nham nhám. Thì cái này thực ra cũng chả trách được, nó là nằm ở trong cái bảng thành phần. Thì mình hài lòng với điều đấy. Thực ra là dùng pomade thì xác định trước là nó ẩm rồi mà. Thế nào mình cũng rất là hài lòng với điều đấy. Các bạn nhìn này, sau khi từ nãy giờ mình vuốt vuốt đẹp đẹp mái tóc vào, các bạn nhìn mái tóc của mình. Ổn đấy đúng không ạ? Ổn đúng không ạ? Mình thấy thế này là ổn đấy, thực sự đấy luôn. Tức là khi mà cái quan điểm của mình ấy, tức là ngay cả khi mà mình biết vuốt tóc và mình đang hướng dẫn một phần nào đấy, hướng dẫn cho những người không biết vuốt tóc hoặc là tạo cảm hứng cho những người như vậy, thì mình vẫn đặt cái yếu tố dễ dùng lên hàng đầu. Bởi vì nói gì thì nói, đàn ông chúng ta thì nói những cái kiểu như là chăm chút như thế này thì thực ra là nó không phải là thói quen của đàn ông chung. Và cái nào càng dễ dùng mình càng thích. Chỉ cần đơn giản là các bạn cứ tưởng tượng
tôi đang không biết, tức là các bạn chỉ cần mua một vài cái lọ sáp nhất định nhé. Sau đấy thì cứ mỗi ngày các bạn ngủ dậy, các bạn đơn giản là biết rằng là tất cả các thứ ở trên mặt bàn nó đều cái có hiệu năng như nhau, và cái thứ các bạn chọn duy nhất đấy là mùi thôi. Thì các bạn chỉ cần vớ lên, các bạn úp phát lên đầu, vuốt phát lên đầu, nó lên form, chà 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 lên form. Cuộc sống nó không phải phức tạp gì theo kiểu rằng đừng uốn uốn éo tận 30 phút tiếng rưỡi đồng hồ chẳng hạn này để mà chải một kiểu tóc. Mình nghĩ là không cần mức mức thế, nhưng mà cần một thứ thực sự rất là đơn giản, vuốt phát ăn ngay, giống như kiểu như này, giống như kiểu như này, vuốt phát ăn ngay. Mình đang rất là thích cái con sản phẩm này, thực sự rất là ấn tượng. Good job First Hair Supply. Thì bây giờ mình sẽ tạm ngừng clip ở đây để đi test hàng xem là cái độ khả năng duy trì như thế nào. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, tóc cũng bắt đầu là kiểu như là, nói chung là tóc ở đằng sau mà thì nó sẽ bung bung ra kiểu thế, thế nên là chắc chắn là xem khả năng duy trì sẽ xem ở trên này là chính này. Đó. Và bye bye các bạn. Bây giờ mình để đây. Sẽ quay trở lại sau vài giây nữa nên đừng đeo cả nhà. Và bây giờ sau khoảng 9 tiếng rưỡi trải nghiệm First Hand Supply On Purpose Pomade Here, thì mình có cái trải nghiệm gì? Đầu tiên thì các bạn thấy thì đêm mình thực sự ra mà nói thì bây giờ vừa mới đi làm về xong. Và tất cả mọi thứ đây, các bạn có thể nhìn. Chắc chắn với các bạn rằng đây không phải là kiểu tóc đẹp nhất, nhưng mà đây mình sẽ thử trải lại cho các bạn xem nhé. Thực sự là tóc mình bẹp khá là nhiều, mình cũng hơi có phần là hơi bó tay trong việc restyle lại mái tóc, vì từ lúc mình vuốt lên đến giờ thì mình chưa restyle lại phát nào. Cũng phải xin khẳng định với các bạn này, chưa restyle lại phát nào. Đó, vì nó cứ bẹp, nó cứ mồ hôi ra, nó cứ bẹp, nó cứ y xì nguyên. Vừa rồi là restyle đầu tiên, thì các bạn thể nhìn, khẳng định với các bạn luôn là cái độ giữ nếp của con này chuẩn phơm trên mọi điều kiện hoàn cảnh luôn. Thề. Và nó chuẩn là độ bóng thấp. Ok thì cũng có hơi ánh ánh bóng một chút, cũng có, nếu mà tính ra thì nó cũng giống như kiểu độ bóng mờ thôi. Mình thấy rằng là độ bóng thấp và độ bóng mờ nó hơi mâu thuẫn một chút, nó không được thực sự quá thực tiễn là mức quá thực tiễn lắm, ít nhất là ở trong pomade. Thì xin phép mọi người rằng là đến thời điểm này thì mình xin phép rằng là tôi thích coi như là loại độ bóng mờ đi, mình sẽ để mọi thứ nó đơn giản hơn là thấp, trung bình và cao. Chính xác là thấp này, satin này, trung bình và cao. Đó, có 4 thang theo cái quan điểm của mình. Thì đây cứ coi như là độ bóng thấp đi, độ bóng thấp. Thì đấy là một cái thang điểm trên pomade thôi nha. Đấy là một cái thang điểm trên pomade. Thì một con pomade độ bóng thấp như thế này, độ khả năng duy trì giữ nếp ở mức khá, là phơm hâu cả một ngày luôn. Mình xin nhấn mạnh rằng là phơm hâu cả một ngày, độ bóng, độ giữ nếp duy trì cả một ngày. Chỉ duy nhất cái vấn đề là mùi hương do sử dụng nguyên liệu tự nhiên nên là cái khả năng bám mùi không được tốt, bởi vì là sử dụng essential oil mà các bạn. Được cái rằng là khi mà nhà sản xuất sử dụng essential oil thì không lo một cái vấn đề gì cả. Nói chung là không hạn chế đi cái, nói chung là cái rủi ro mà sức khỏe. Đấy là theo cái mà truyền thông mạng nói thôi. Thực ra là cái rủi ro mà sức khỏe nó rất là thấp, nó rất tí tí thì nó gọi là 0,01 thì cũng không đến đâu. Tức là giống như kiểu là bạn sử dụng liên tục trong vòng 70 năm đi thì nó có thể lên đến vài phần trăm, kiểu như vậy. Tức là cứ mỗi ngày nó sẽ tích 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 và cái tỷ lệ nó lên đến vài phần trăm.
sau cả một cuộc đời, chứ không phải là cái kiểu như là mỗi ngày 1% thì qua 100 ngày là chắc chắn chết, không không phải như thế các bạn ạ. Thế nên là ở đây xin đề xuất, và không phải vì mình muốn bán cái lọ sáp này mà mình đề xuất kiểu thế đấy nha, xin đề xuất với các bạn rằng là sản phẩm này cực kỳ phù hợp cho những ai có nhu cầu, rất là đơn giản luôn. Tôi chỉ cần một cái lọ pomade giữ nếp không bóng, mùi ít hoặc là không mùi, các bạn mua giúp mình ngay con sản phẩm này. Các bạn sẽ không phải phân vân cái gì cả. Ví dụ nhé, mình nói so sánh luôn, ví dụ như là con Russo Fiber, Russo Clay Matte Pomade hay là Russo Extreme, thì cả ba con đấy có những con không bóng, gần như không mùi là con Russo Clay màu trắng, thì nó lại giữ nếp quá nhẹ. Con Russo Fiber thì nó lại theo cái hướng là nó hơi bóng một chút. Con Russo Extreme mặc dù nhìn vậy nhưng mà không phải vậy, nó lại hơi tơi ra một chút, và cái mùi nó không phải ai ngửi được. Và đó, hay là chuyển qua những cái hãng khác, mình muốn dễ gội rửa này, mình muốn nó là pomade này, mình muốn nó ít bóng, mình muốn nó độ giữ nếp vừa phải, nó đủ này, thì chúng ta có những cái gì? Thực sự ra mà nói là bây giờ đứng với các bạn rồi để suy nghĩ, để cân nhắc rằng là tư vấn các bạn cái con gì nó ít bóng mà độ giữ nếp nó khá, thực sự luôn là gần như là không nghĩ ra. Ngay kể cả con DV Hope mà mình đang bán, nó cũng hơi bóng hơn một chút so với cái con này. Thực sự ạ, thì đề xuất các bạn quan tâm tới con pomade này là một trong những con pomade gốc nước gần như không bóng và giữ nếp ổn, gần như không có mùi. Nó là một cái mà rất là quan trọng. Tức là để mà nói cái hiệu năng của con pomade này, nó gần như là độc nhất ở trên thị trường luôn. Và đó là những gì mà các bạn nên quan tâm tới con First Hand Supply On Purpose Pomade. On nha, không phải là on, ở đó là on, đọc bị sai. On Purpose Pomade. Đó là những gì mình có thể review cho các bạn. Còn Oropo Pumice này, các bạn có thể tìm kiếm những cái sản phẩm như thế này ở trên thị trường với kích cỡ là 4 oz 4 oz, khoảng hơn 100g đó, hoặc là 100g gì đấy. Nói chung rằng là với phiên bản lớn hơn có giá đỡ khoảng 4-500 gì đấy. Còn với phiên bản này là phiên bản duy nhất tại Việt Nam, phiên bản duy nhất tại Việt Nam, 1 oz tại Việt Nam, hoặc ít nhất là đầu tiên và duy nhất tới thời điểm hiện tại lên clip này, thì nó sẽ có mức giá là new là khoảng 270.000 khi mà ship ở Việt Nam, và khi dùng rồi có mức giá khoảng 200.000, tùy các bạn nha. Đó, thì kết thúc clip ở đây, kết thúc chuỗi review Fresh Supply ở đây, thì cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Và hôm nay trên đường đi ship con Texturizing Clay hôm qua review, thì trên đường về lại gặp một bạn theo dõi kênh của mình, rất là cảm ơn bạn đã nhận diện ra mình, và thực sự hôm nay một ngày rất là vất vả với mình, được gặp bạn và được chạm tay những người quen, người thân với nhau thì rất là vui với mình. Bởi vì là như mình nói, mình có chia sẻ ở trên trang fanpage của review, thì bản thân mình không yêu cầu là mình có quá nhiều follower, không có quá nhiều subscriber, bởi vì là mình luôn luôn nghĩ rằng là phải có đến một ngày nào đấy mình có liệu, hoặc là cho tới hết cuộc đời này mình có liệu mình có gặp được hết cả những người đấy ngoài đời thật hay không, để mà nói chuyện, để mà trò chuyện với nhau, mình có đủ thời gian để làm tất cả những cái điều đấy hay không. Thì rõ ràng rằng là cơ hội thì rất là khó, mà thời gian thì càng khó hơn. Thế nên là rất là may mắn khi gặp bạn ở trên đường và được trao đổi ngắn vài câu với các bạn, và bạn cũng nói chung là động viên mình những cái câu mà thực sự là mình cảm nhận rằng là rất là chân thành. Cảm ơn bạn vì điều đấy, mặc dù không biết bạn là ai luôn, không biết bạn là ai luôn, đi ở trên đường chỗ Lê Duẩn gặp nhau không biết là ai luôn, nhưng mà rất là vui vì đã có người nhận ra mình, mặc dù là trong thời điểm này thì đeo khẩu trang kín mít tất cả mọi thứ, chắc là có lẽ là do chỉ có duy nhất mình cái tóc dài kiểu như thế này và đeo kính này nữa, nên là cảm ơn bạn rất là nhiều mặc dù không biết là ai. Thì như mọi khi thì hẹn mọi người vào lúc 20 giờ hoặc muộn hơn một chút mỗi ngày trên kênh YouTube Moon Review này, cũng như rằng chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, phòng ngừa Covid hiệu quả, cũng như đừng để đọc xấu những người review ha.